Hai đứa định cầu hôn anh hả? Đẹp chưa em? Đẹp quá anh ơi. Thiệt hả anh? Nói thiệt đó. Nói thiệt nhưng mà bây giờ hả, anh nhắm mắt lại là hả, có tuyết rớt trên đầu anh luôn. Đâu trời ơi. Ô, tuyết chẳng có rồi đâu đó. Em à. Hả? Cái này bột cạo đâu mà. Anh người Hàn Quốc ạ. Và anh ấy cảm ơn đoàn làm phim của mình tận cũng như tất cả các anh đã đến quay và đã đến với Đà Nẵng Mikazuki ạ. Có lẽ là thời gian mà mọi người lưu trú hay là ở lại Đà Nẵng Mikazuki có thể lần này là rất là ngắn, nhưng mà rất là mong cái quãng thời gian này có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, cũng như là làm cho mọi người có một chuyến đi cũng như là một chương trình trở nên thật là thú vị ạ. Hôm nay quay ngắn nhưng mà cho ở lâu dài được sao, dẫn gia đình. Gia đình lần sau dẫn gia đình. Ok, sếp đã ok rồi nha mấy em ơi. Chào em, cho thẻ đi em ơi. Ý, sao cái gì? Được, cái gì kêu là gì? Cái bài bản. Anh chào em, anh đến từ Lê Chị Bảo Lâm. Anh đến từ Đồng Nai. Anh đến từ Đồng Nai. Má anh tên gì? Số biết danh của anh là gì? Anh chỉ cho anh xin mấy cái phòng cho mấy anh em. Cảm ơn. Chào thẻ phòng nha. Đây. Chào là bãi về nè. Dạ. Lên phòng thôi, của tôi. Ây da. Đi thôi, nè. Lấy giùm anh cái Lâm. Ủa? Cái gì Lâm? Cái này của người ta. Mình ở chỗ. Ủa, cái này của người ta. Em cũng bông quay. Bông này bông của người ta. Mới tới à. Mà em đến của mình nè. Em hứa với anh sao mùa 2 bỏ mấy cái tật này rồi. Trước khi mà tới đây đó, em có làm một bản ước nguyện, ước vọng đó. Thì em, hai anh em tôi có nhìn lén là thấy em ước muốn đến Núi Quốc Sử. Núi Sĩ. Đúng không? Đúng. Ải tuyết rồi các kiểu đúng không? Đúng. Có cô người Nhật chạy ra nữa. Chạy ra chạy vô đúng không? Lon ton lon ton. Chạy ra thì mình nhìn đúng không? Đúng. Ok, có hết cho em luôn. Đâu? Ở đây chứ đâu. Ôi, bất ngờ ghê. Đồ gì mà lâu vậy trời. Sao thay đồ Nhật xong vô là ma cà tưng vậy? Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa đào anh. Đi qua đây em rồi. Sẽ giới thiệu cho. Từ từ. Từ từ, cái gì vậy? Em có quà cho anh nè. Cái gì vậy? Trời ơi. Không ngờ. Hai cái kiếm nè. Thì đưa cái kiếm chi vậy? Quá rồi, tôi đi thôi. Thì đi ra đây. Đẹp lắm. Nè, ước mơ. Thấy đâu, thấy đâu. Thấy đâu. Nghe nói là anh mái núi Phú Sĩ đúng không? Đúng. Mời anh sang đây. Wow. Ở đây chúng tôi có một vườn thượng uyển. Wow, sẽ có hoàng thượng thị tẩm ta không? Không có hoàng thượng. Nhưng có tháp kìa. Wow. Trời. Tháp của Nata đó. Trời ơi, thôi em sẽ vô tháp thôi. Em quậy quá. Lý tình. Lý tình. Nata là Nata. À là Nata. Cha, đừng giấu con vô tháp mình cha. Cha. Cậu quậy quá.
Thiên đình bát cha hãy thu phục con. Kìa đẹp không? Đó kìa, nó muốn sỉ kìa. Nhắm mắt lại. Đâu đâu đâu. Nhắm mắt lại. Đứng im đây nha, rồi nhắm mắt lại nha. Đi nha, rồi đi từ từ thôi. Hai đứa định cầu hôn anh hả? Trời ơi, ác vậy. Trời ơi, qua đây qua đây. Núi Phú Sĩ sao tối tăm mù mịt vậy? Bước lên núi nè, bước lên núi nè. Đúng rồi, lên núi lên. Tôi. Người, thôi, trời ơi, đó là hầu không hiểm ác. Quá trời, nói chứ gì vậy? Thôi bảnh rồi, nhảm nhí. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi, một cái kem. Không, nhóc cái kem gì anh? Cái núi Phú Sĩ đó. Wow, núi Phú Sĩ đẹp dữ vậy. Đẹp chưa em? Đẹp quá anh ơi. Trời ơi, núi thiệt hả anh? Núi thiệt đó. Núi thiệt, nhưng mà bây giờ hả, anh nhắm mắt lại là hả, có tuyết rớt trên đầu anh luôn. Đâu, trời ơi. Tuyết chẳng có rồi đâu đó. Em à. Hả? Cái này bột cạo đâu mà. Vậy làm MB đi. MB đi. Thấy được bách rau là cái núi Phú Sĩ không em? Phải lấy được cho Lâm nha. Rồi, Lâm hát nha. Hai, ba. Tình yêu trong lành giữa phố đông. Phú Sĩ, đừng... nhắc Phú Sĩ. Tình yêu trong lành giữa Phú Sĩ, gợi cánh hoa vàng núi Phú Sĩ. Em đang là... Mãn mặt. Mãn nguyện chưa? Mãn nguyện. Đúng. Bây giờ Lâm có ước mơ gì không? Ước mơ của Lâm bây giờ sẽ có một ai đó có thể dắt Lâm. Tại vì vào đây ta nói là bị hùng hục quá. Hùng hục quá hả? Diễn không có tiết chế. Mạnh bạo quá đúng mạnh không? Mạnh bạo quá, bị bạo lực quá. Mà đâu có muốn đâu anh. Bị hân thua sân si với đời. Hân sân si quá, dường như trong người con thú gì đang quanh hành. Em cần chỗ đó có thể giác ngộ được. Đây, đi theo tôi ạ. Đi nha. Ừ, giác ngộ. Hãy dắp cục đá đi. Tới chưa anh ơi, tới chưa? Rồi. Tới rồi. Bây giờ anh ngồi xuống, anh ngồi xuống nha. Bây giờ ngồi xuống. Ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Đó. Bây giờ em nói đi, em mong ước sao? Bớt ăn, bớt gì đó. Con mong ước là bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Cho tâm thanh tịnh. Cho vào đầu. Vì cái gì gọi đâu? Phải xì sợ. Phải lắm mà xì. Đúng rồi, xong quá giật rồi. Lại. Cho nó về lại. Khỏi mới lèo mà lời. Về. Thanh tịnh liền. Trời ơi. Thanh tịnh liền. Trộn cỏ một cái mà đi bảy nước. Bảy nước luôn. Cậu đi bảy kiến chùa. Hay quá. Hay nha. Trời ơi, tốn tiền đi nước kia làm gì tốn visa. Ở đây gõ cái ban cái đi bảy nước. Thôi, muốn vô tháp ngồi. Vô tháp ngồi. Ở đây gọi là bị nóng quá. Ừ. Có nhìn là cho tháp cho vô cái hũ ngồi bây giờ. Vô cái hũ như vậy. Điên khùng quá. Cái gì? Bây giờ này hồi nãy là gõ cái là nó long cái linh hồn ra rồi. Đúng. Bây giờ đưa vô để nó hút đi luôn. Hút linh hồn đúng không? Đi nha. Bước lên. Bước lên. Nè. Nè từ từ. Biết Yến không? Biết. Nhỏ bằng Yến không? Biết. Có làm được như Yến không? Được. Làm được không? Được. Bước lên cầu thang chưa? Rồi. Rồi. Bước lên cầu thang cho anh nha. Who want to be one sir? Rồi đó. Lên trên đó là thanh tịnh liền nha. Ok. Rồi. Làm đi. Ôi. Gì vậy? Đưa lên tháp gì vậy? Ê, mày thịt gì ngứa đầu vậy? Này, dùng gọi. Sao ngứa đầu vậy anh? Không biết nữa.
Không mà cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Ý nghĩa nhân văn đó. Tại vì bình thường là mình phải tốn tiền visa để bay qua Nhật cũng như là qua những nước lân cận để mà thăm viếng gọi là chờ chuông gọi là núi Phú Sĩ. Nhưng mà chỉ với không biết nhiêu tiền. Ít thôi. Đúng. Tại vì người dân Đà Nẵng thì không cần phải tiền máy bay di chuyển các kiểu. Chỉ cần ghé đây gọi là giờ có cái sàn ok ola. Đúng rồi. Rồi hả nhân viên thì phục vụ nhiệt tình. Đúng không? Rồi cảnh trí thì phong phú, thiên nhiên thì trang hòa, tình thương. Ôi thật là ý nghĩa. Quá trời tuyệt vời. Quá trời tuyệt vời. Đứng ở đây mà mình có thể thấy nguyên cái vịnh của Đà Nẵng luôn kìa các em ơi. Wow, thật là đẹp. Kiếm đâu ra, không kiếm đâu ra cả. Chỉ có ở đây mà thôi. Đi từ từ thôi. Hai đứa định cầu hôn anh hả? Đẹp chưa em? Đẹp quá anh ơi. Trời ơi, đúng thiệt hả anh? Đúng thiệt đó. Đúng thiệt, nhưng mà bây giờ hả, anh nhắm mắt lại là hả, có tuyết rớt trên đầu anh luôn. Đâu trời ơi. Tuyết chẳng có rồi đâu đó. Em à. Hả? Cái này bột cạo đâu mà. Khỏi mới lèo mà lời.